luôn. Nào đây, ôi dồi, đây. Đúng. Hello mọi người nhá, chúc mừng năm mới các bạn nhá. Ôi dồi. Ok, chúc mừng năm mới. Nhật Đức cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Wow. Chúc mừng năm mới nha các mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn ủng hộ phụ tùng ô tô Nhật Đức trong suốt một năm qua. Đấy, trong năm qua thì có rất là nhiều những cái gọi là đầy sự gọi là chông gai và khó khăn, nhưng tất cả chúng ta sẽ vượt qua và cầu chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng. Như bạn sẽ lưu ý 2024 thế là một năm bứt phá của mọi người các bạn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Đây các bạn ơi, hiện tại thì đang live stream trực tiếp tại cửa hàng nha các bạn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Chúc mọi người sang năm mới an khang thịnh vượng, bạn sự như ý nha các bạn nhé. Đây không khí chuẩn bị Tết đây các bạn. Thu ơi, lấy hoa vàng đi Thu, lấy gì hoa vàng luôn. Để anh lấy khay này này Thu này, thì nó không bị cháy ra cái gạch kia. Đây là có cái khay đâu nhỉ? Đâu nhỉ, cái khay thôi. Nhưng có cái kia để cái khay này gọi là hoa vàng đi. Ôi nhưng có cái khay mà. Có cái khay à? Không, có một cái khay thì là nó không bị cháy. Đấy các bạn nhá. Đấy các bạn ơi, hiện tại thì đêm nay là đêm 30 Tết. Thì xin chúc các bạn sang năm mới rồi. Chúc các bạn có một đầu tiên là sức khỏe, thứ hai là thịnh vượng, và thứ ba là vạn sự như ý các bạn nhá. Đấy, bán hàng thì trong 3 ngày 4 ngày Tết hoặc 5 6 ngày Tết này thì có thể là anh em cần gì hỗ trợ gì thì bên mình sẽ hỗ trợ anh em thoải mái các bạn nhá. Đấy, đây là toàn bộ không gian này các bạn này. Đấy, hiện tại thì đây các bạn. Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha, đang theo dõi livestream của mình nha. Chúc mừng năm mới Long Nguyễn. Cảm ơn Long Nguyễn Tuấn rất là nhiều ạ. Đấy, không khí đón Tết thì anh em trên mọi miền Tổ quốc mà không biết như nào, nhưng Hà Nội rất là rực rỡ các bạn ạ. Trước đấy thì vừa đi gì về xong các bạn, vừa đi xem bắn pháo hoa ở trên hồ về xong, thì về đây thì vợ làm lễ xong cái thì là mình thắp hương cho các bạn, bắn pháo hoa thôi. Đấy, đây là đang hóa vàng các bạn ạ. Buôn ơi, buôn cho em vào đi, không là ôi nào buôn đi vào nhé, đừng vào trong ngày nhé, không lạnh nhé. Đấy, đây là toàn cảnh nhà các bạn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. 2024 thì mình sẽ set up lại các bạn nhé. Cuối năm vừa rồi thì mình có hứa với các bạn là mình có một tháng bán không lợi nhuận, mình cái đấy thì mình phải lùi lại để sang đầu xuân mình làm các bạn nhé. Vì các bạn biết là sao không? Cái tháng vừa rồi mình chuyển cửa hàng mới sang bên này, nó nhiều những cái nó cập nhật, mình không thể làm cái chương trình đấy được. Thế nên mình để quyết định lại để khi ổn định cửa hàng bắt buôi xong xuôi thì mình làm chương trình đấy, thì để cho anh em có nhiều đồ phong phú hơn. Vì mới sang bên này nó chưa ổn định được, thành ra là mình cũng chưa muốn làm đấy. 2024 chúc mọi người có một năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý và thật sự là thành công các bạn nhé. Đấy, có gì thì các bạn nhớ liên hệ cho mình theo đúng hai số hotline thôi, 8338 là 0978823083 và 0978823038. Ngoài ra thì không dùng bất kỳ số điện thoại nào khác các bạn nhé, chỉ dùng duy nhất là hai số thôi các bạn ạ. Đấy, chỉ dùng duy nhất là hai số thôi. Đấy, chỉ dùng duy nhất là hai số các bạn ạ. Đây mình sẽ quay xa cho các bạn xem qua cửa hàng của mình một chút các bạn nhé. Đây mình sẽ đứng từ bên view bên này quay cho các bạn sẽ nhìn được hết toàn cảnh cửa hàng này. Các bạn ơi, ở đây là số nhà 110 các bạn nhé. Ở đây là số nhà 110, đường Đỗ Mười, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đấy, ở đây thì nó là dọc đây thì rất là nhiều cửa hàng các bạn ạ. Lốp rồi là sửa chữa phụ tùng ô tô. Đấy, anh em mà từ Lan ra Bắc các bạn chạy qua đây thì các bạn vào ủng hộ mình. Chúng mình là địa chỉ là số 10, đường Đỗ Mười, số nhà 110, đường Đỗ Mười, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội các bạn nhé. Đấy, năm mới thì không có gì lời gì chúc hơn, chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
đấy, đây là toàn cảnh cửa hàng các bạn này. Các bạn nhớ liên hệ cho mình theo hai số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038 các bạn nhé. Đây là đang hóa vàng các bạn ạ. Ngoài Hà Nội thì mấy ngày nay rất là đẹp trời các bạn ạ, rất là đẹp trời luôn. Ôi, ngã đấy con, ngã. Đây các bạn, đây là ban tài này các bạn này. Đấy. Trước đấy thì mình đã có đi ra, ôi, nhiều người xem kinh khủng luôn. Có người mắt kiểu gì tầm ngày đêm mà nhiều người xem vật. Em chào anh To Quan, em chúc anh năm mới. Cảm ơn To Quan nhá, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Không có gì ngoài lời chúc anh em vạn sự như ý. Rồi chúc anh em có một năm 2024 đầy bứt phá và thật sự thành công. Đấy, trải qua bao nhiêu năm tháng thì đến bây giờ mình mới có được một cái sự thành công như ngày hôm nay các bạn ạ. Đấy, hai vợ chồng nỗ lực đến bây giờ là gần 25 đấy các bạn ạ. Không hề đơn giản một chút nào. Đấy, so với xã hội thì nó chỉ là bỏ nhỏ bé ra các bạn ạ. Đó các bạn, năm nay cây mận ra rất đẹp các bạn ạ. Đây là lần thứ hai nó lẩy lộc các bạn nhá. Mình cho 15. Mình tuốt đi một lần rồi. Đến bắt đầu bây giờ nó đâm lộc thì tầm 1-2 nữa, mùng 2, mùng 3 là ra lộc đầy luôn. Trắng chạy lại trắng xóa luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Nếu anh em có gì anh em nhớ ủng hộ mình. Đấy, 2024 thì mình sẽ cố gắng setup cho anh em cũng như là về chất lượng cũng như là về cái khâu dịch vụ sẽ ok hơn. 2023 vừa qua thì cũng có một số cái lỗi mà thật sự ra thì mình không biết như nào. Đấy, thành ra là nếu mà có gì sai sót mong anh em bỏ qua. Hoặc nhiều khi anh em gọi điện mà máy mình không nghe máy thì có nghĩa mình đang bị cuộc gọi chèn cuộc gọi nha các bạn nhá. Còn là lúc ấy mình đang bận cái gì đấy thì mình sẽ gọi lại các bạn. Các bạn yên tâm là mình sẽ gọi lại cho các bạn. Cảm ơn những lời chúc của mọi người rất là nhiều trên diễn đàn nha các bạn nhá. Mình các bạn chúc mình như nào thì mình cũng chúc lại như thế và chúc lại hơn 10 lần các bạn như thế luôn. Cảm ơn mọi người nhá. Bye bye mọi người. Hôm nay thì mình chỉ lên live tầm đấy thôi các bạn ạ. Đây đang hóa vàng rồi các bạn này. Không biết phong tục của anh em ở mọi miền có giống như ở ngoài Hà Nội không? Ngoài Hà Nội thì là đêm 30 thì là sẽ thắp hương như là làm lễ, sau đó thì sẽ hóa vàng. Đấy, hóa vàng xong thì là hóa vàng xong. Ừ. Còn dìm nhau là sự bình thường các bạn ạ. Hoặc là nhiều khi cạnh tranh nhau ấy. Rồi là đưa nhau vào thế luôn ấy. Thế nên ra là các bạn cứ tham khảo thoải mái trước khi chốt vào bên mình. Còn hàng bên mình đảm bảo các bạn là đồ nào mình báo đúng đồ đấy. Xin là xin. Còn luôn luôn một câu với các bạn là không xịn đến một cấp 10 nếu mà hàng nào mình cam kết. Đó, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bố đây. Ơ? Trời mới bố vừa mới mua. Trăm mấy cái chổi đấy con ạ? À? Thì nhầm.